Bailly dọa giờ MU nếu vẫn ít được ra sân. Erling Bailly đang mất kiên nhẫn với hoàn cảnh của mình tại MU. Thông qua người đại diện, trung vệ này vừa đánh tiếng rằng anh sẽ rời Old Trafford nếu vẫn ít được ra sân như hiện nay. Sau khi gia hạn cách đây 2 năm, hợp đồng của Bailly với MU có hiệu lực tới mùa hè 2022. Như vậy nếu không có gì thay đổi, bắt đầu từ tháng 1 2022, hậu vệ người bờ biển Nga có quyền tự do đàm phán với các đội bóng khác. Khi ấy nếu không muốn mất trắng Bailly, MU cần mời anh một hợp đồng mới. Nhưng chuyện hợp đồng lúc này là điều cuối cùng mà Bailly nghĩ đến. Cầu thủ 26 tuổi bắt đầu ra sân 4 lần trên mọi đấu trường kể từ đầu mùa, và tất cả đều từ băng ghế dự bị với tổng cộng 97 phút. Bất chấp việc MU có giai đoạn khủng hoảng trung vệ, huấn luyện viên Solskjaer dường như vẫn quên rằng ông đang có một trung vệ mang tên Bailly trong đội hình. Mùa trước Bailly cũng chỉ ra sân vỏn vẹn 12 trận cho Quỷ Đỏ, vì thế hậu vệ này bắt đầu cảm thấy cạn hy vọng cạnh tranh vị trí tại Old Trafford. Giám đốc công ty đại diện của Bailly tuyên bố: "Tôi tin Bailly vẫn là giải pháp tốt cho hàng phòng ngự của MU, nhưng anh ấy lại không được thi đấu. Nếu điều này vẫn không thay đổi, Bailly sẽ phải xem xét lại tương lai của mình. Hiện tại có tin Milan đang quan tâm tới Bailly và có thể giải cứu trung vệ này thoát khỏi cảnh ngồi chơi xơi nước tại Old Trafford." Pogba đang trải qua giai đoạn kinh khủng nhất sự nghiệp tại MU. Trả lời phỏng vấn, Pogba chia sẻ đầy hàm ý: "Tôi chưa bao giờ trải qua giai đoạn khó khăn như thế này trong sự nghiệp. Tuy nhiên đội tuyển Pháp là một tập thể tuyệt vời và bầu không khí ở đây thật trong lành. Chúng tôi luôn tiến về phía trước với sự gắn kết tuyệt vời. Đội bóng này thật đặc biệt và rõ ràng điều đó giống như một thứ ma thuật vậy. Pogba có 10 lần ra sân ở Premier League và Champions League mùa này, nhưng chỉ được đưa vào đội hình xuất phát trong một nửa số đó. Trong khi đó Manchester United vì nhiều nguyên nhân cũng chẳng thi đấu ổn định khi xếp thứ 14 trên bảng C2 Premier League và tạm đứng đầu bảng H Champions League sau 2 trận thắng và 1 trận thua. Ngược với phong độ khá thất vọng tại Manchester United, Pogba chơi tốt ở đội tuyển Pháp và vừa góp công giúp đội nhà đánh bại Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 tại vòng bảng Nations League. Cách đây chưa lâu, chính huấn luyện viên Didier Deschamps cũng đã thừa nhận Pogba gặp vấn đề về tâm lý. Pogba đang ở trong thời điểm khó khăn khi không thể hạnh phúc do không được ra sân thường xuyên và không được chơi ở vị trí quen thuộc. Lúc này cậu ấy thực sự không đạt phong độ cao nhất vì những chấn thương và Covid-19. Điều đó khiến Pogba bị tổn thương lớn. Cậu ấy cần tìm lại nhịp điệu của mình. Nhưng giai đoạn thăng trầm có thể đến bất cứ lúc nào trong sự nghiệp cầu thủ. Là một cầu thủ chuyên nghiệp, Pogba ý thức được tình cảnh của cậu ấy. Tôi tin Pogba sẽ biết cách đáp trả những chỉ trích." Coutinho có thể trở lại trước Atletico. Dù vừa đánh bại Betis với tỷ số 5-2 ở vòng đấu gần nhất, tình thế của Barca tại La Liga vẫn chưa được cải thiện khi họ đang đứng thứ 8 với 9 điểm. Đá vậy ngay vòng đấu tới, người Catalonia sẽ phải bước vào trận đại chiến với Atletico Madrid. Đội bóng đang có phong độ vô cùng ấn tượng. Tuy nhiên tin vui cho các cô lê, họ có thể chào đón sự trở lại của Philippe Coutinho. Nhạc trưởng của Brazil đã dính chấn thương cơ đùi trong trận Atletico ngày 24 tháng 10 và đã phải nghỉ thi đấu suốt 3 tuần qua. Anh đã ngồi ngoài 4 trận, gồm các trận đấu chạm trán với Juventus, Dinamo Kiev ở Champions League và hai vòng gần nhất gặp Avalet và Betis ở La Liga. Ngoài ra Coutinho cũng vắng mặt trong lượt tập trung gần nhất của đội tuyển Brazil. Nhưng theo tin tức mới nhất từ Nukem, anh đã trở lại bình thường và có thể ra sân thi đấu ở La Liga. Đây sẽ là cú hích đáng kể khi Coutinho thể hiện vai trò quan trọng trong lối chơi của Barca. Trừ trận gặp Getafe ở La Liga ngày 17 tháng 10 và sân ở phút thứ 62, cầu thủ 28 tuổi này đã chính 5 trận còn lại cho đội bóng xứ Catalonia. Và màn tái xuất của anh trước Atletico Madrid càng trở nên quan trọng khi Barca đang gặp vấn đề ở hàng công. Họ đã mất đi chân sút hiệu quả nhất của mình, Ansu Fati. Antoine Griezmann thì chưa bùng nổ như kỳ vọng và thủ quân Lionel Messi chắc chắn cũng không sung sức khi vừa trở lại từ vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ. Juventus tiếp tục khủng hoảng trung vệ. Juventus đang tiếp tục dính thêm đòn từ virus FIFA. Họ đã mất Giorgio Chiellini một tháng sau khi trung vệ này dính chấn thương cơ khi đang khoác áo đội tuyển Italia. Mới nhất Leonardo Bonucci cũng vừa bị gạch tên khỏi Azzurri vì lý do tương tự. Và Thibaut Bonucci chỉ phải nghỉ thi đấu khoảng 20 ngày. Sự vắng mặt của bộ đôi này đang khiến Juve rơi vào một cuộc khủng hoảng trung vệ. Vì trong tay của huấn luyện viên Andrea Pirlo giờ chỉ còn 3 cái tên cho hai vị trí này là Melik Demiray, Danilo và Matthijs de Ligt.
Đáng lo hơn là trong số này, chỉ có cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ là lựa chọn đáng tin cậy, vì Danilo vẫn xuất thân là một hậu vệ phải, trong khi De Ligt vẫn chưa thi đấu trận nào kể từ ca phẫu thuật hồi tháng 8. Trung vệ người Hà Lan chưa hoàn toàn bình phục và thậm chí còn chưa được các bác sĩ cho phép trở lại tập luyện. Nhưng trong tình hình xấu nhất, anh có thể sẽ phải tái xuất trong trận tiếp theo gặp Cagliari sắp tới. Barca tìm trung vệ giá rẻ săn hàng của Chelsea. Trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn, Barca đã phải tìm kiếm những trung vệ giá rẻ trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới. Và một trong số những mục tiêu của họ là Antonio Rudiger của Chelsea. Barca hiện đang có 3 nhân sự tại vị trí trung vệ là Gilles Pique, Clément Lenglet và Ronald Araújo. Trong điều kiện bình thường, ba người này đủ sức đảm bảo cho hàng thủ. Nhưng nếu một người chấn thương dài hạn, Barcelona sẽ gặp khó khăn và họ cần thêm một lựa chọn cho vị trí này. Ưu tiên của đội bóng xứ Catalan là tìm kiếm một trung vệ giá rẻ hoặc theo dạng cho mượn. Erling Garcia là mục tiêu số 1 của họ. Trong khi chuyển nhượng mùa hè 2020, Barca đã nỗ lực thuyết phục Man City nhà người nhưng bất thành. Họ sẽ quay trở lại trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới với quyết tâm cao hơn. Một cái tên khác cũng đang nằm trong tầm ngắm của Barca là Antonio Rudiger của Chelsea. Cầu thủ người Đức hiện nay không được ra sân nhiều sau khi The Blue chiêu mộ thành công Thiago Silva. Rudiger đã sẵn sàng để ra đi. Ngoài ra Barca cũng nhắm tới Real Madrid của Liverpool. Tuy nhiên sẽ rất khó để lứa đỏ nhà người trong bối cảnh họ đang khủng hoảng vì vấn nạn chấn thương.